Rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Cầu Phật Phật Độ. Đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, giới tử vi nhận định chính xác 100%. Về tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, vận may liên tiếp, tài lộc ùa về, đổi đời đại gia, giàu hơn trúng số. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam nữ mạng. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, xương con heo, tướng tinh con gà, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ. Quý Hợi là người có khí chất nhiệt tình, ngay thẳng. Phụ nữ Quý Hợi rất thích trưng diện, họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn. Có thể nói chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Những người nam giới, sinh năm 1983, thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam sinh năm 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng. Tuy nhiên, những người nam giới ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, nên đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiến cho cảm xúc của bạn, bản thân có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Trong sự nghiệp của mình, nam Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ. Đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến tìm. Nữ giới 1983 thường là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một cuộc sống sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ Quý Hợi tính cách thường là những người ôn hòa, rất biết thân biết vận. Trong con đường sự nghiệp thì những gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản nên ít hiếm khi thấy họ buồn rầu. Là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu xa sau lưng của. Mặt khác, người tuổi Quý Hợi khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác. Là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và những người nhanh nhẹn. Và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, đến chuyện bị người khác châm biếm, châu chọc, vì vậy có thể làm chuyện lớn mọi thứ. Trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng như có thể sống yên vui. Xem tử vi Quý Hợi cho thấy tiếp nối cát khí. Từ tử vi Quý Hợi, những tháng đầu năm, bước sang 3 tháng giữa năm 2024, đường số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Công việc nhớ có tính cách cởi mở và thật thà. Bạn mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp bạn bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ có người giúp đỡ. Thời điểm này bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân.
Tiền bạc, tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp. Tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Tình cảm. Chuyện tình cảm êm đềm, cục diện ngũ hành tương sinh tác động. Nếu độc thân, bạn có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn biết thông cảm, cổ vũ nhau tiến về phía trước. Sức khỏe. Do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe đương số xảy ra không ít vấn đề. Cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn. Cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên giáp thìn, đồng thời xét tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng, mà đưa ra những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt trong 3 tháng giữa năm 2024 của Quý Hợi trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi 2024 dự báo sự nghiệp của Quý Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong 3 tháng giữa năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cuộc diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ tạo thành. Năm nay, quý mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, luôn đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để quý mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu sẽ gặp phải một vài khúc mắc bè, song chỉ cần bình tĩnh đối diện thì sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, quý mệnh tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán này giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi. Ngũ quỷ và thiên tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy xung quanh vẫn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà quý mệnh gặt hái được. Từ đó, kiếm cớ, gây chuyện, làm hạ thấp uy tín. Điều quý mệnh cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, Quý Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui, vận trình tài lộc ở 3 tháng giữa năm 2024 này. Do có cuộc diện tam hợp giúp sức, nên sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp quý mệnh luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình, nên nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Quý mệnh nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, quý mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì quý mệnh luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, then người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, thì quý mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại nhân lúc quý mệnh sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ cần phải kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, quý mệnh cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, xe chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Về mặt tình cảm, gia đạo. Vận trình tình duyên của Quý Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Vì thế hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mái. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp quý mệnh có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm.
Quý Mệnh sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Đa có thể thông qua những buổi gặp mặt này mà sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm, thì hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim Quý Mệnh sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, thì hai người sẽ ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Khi có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẽ chia, thì cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong những tháng giữa năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, thì đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của Quý Hợi lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế dù ở lứa tuổi nào thì cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nan vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 5 tuổi Quý Hợi âm lịch cho thấy, Quý Mệnh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong tháng này. Sau khi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trong suốt khoảng thời gian qua, giờ chính là thời điểm để thu về những gì bản thân luôn mong đợi. Thời gian này, Quý Mệnh đón không ít tin vui về sự nghiệp trong tháng mới, bỏ lại những biến động trong tháng trước. Ở thời điểm này sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ. Do đó, có làm gì cũng có kết quả rõ ràng, con đường thăng tiến vô cùng rộng mở, được tam hợp cục nâng đỡ, các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp Quý Mệnh thêm chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc, sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng công việc. Quan còn cho thấy, bằng cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo, được mọi người càng thêm tín nhiệm, điều đó giúp Quý Mệnh gây được ấn tượng tốt đối với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, công sức của chính mình, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị với những gì Quý Mệnh đạt được. Bạch Hổ hung tinh cảnh báo, công việc đang trên đà tiến triển thuận lợi, vì vậy mà có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá hỏng những kế hoạch của Quý Mệnh để bảo vệ bản thân. Tốt nhất là làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà gặp rắc rối, thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách. Đây là hai mặt của một vấn đề mà Quý Mệnh tất nhiên phải đối diện. Tử vi tài lộc của Quý Hợi trong tháng cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để Quý Mệnh tranh thủ kiếm tiền, bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Nhờ tam hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào. Vì vậy cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu. Nhờ vào những mối khách hàng thân quen, vận quý nhân cũng giúp Quý Mệnh được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung, thời điểm này, cơ hội tài lộc đến với Quý Hợi khá nhiều, hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh hoặc để rơi vào tay người khác. Ở vào thời điểm vận khí đang lên,
Quý mệnh hãy tập trung làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật thì ắt sẽ gặp may. Còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng họa vào thân. Đừng quên tháng này có bạch hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang lối tắt, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Bên cạnh đó, quý mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể thông qua những hoạt động đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. Về mặt tình cảm, tuổi Quý Hợi hoàn toàn có thể yên tâm với chuyện tình cảm của mình ở thời điểm này. Tam hợp mang đào hoa tới, kể cả người đang có đôi có cặp hay độc thân cũng rất vượng sắc trong tháng. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác giới, hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm bất ngờ trong tình yêu. Dù vậy, vẫn nên dè chừng, kẻo đào hoa quá vượng sẽ thành đào hoa xấu. Người đã lập gia đình, nên trân trọng hạnh phúc hiện tại, chớ nên có tâm lý đứng núi này, trông núi nọ. Sức khỏe của Quý Hợi vốn không có gì đáng lo trong tháng mới, có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa, nhưng mức độ không phải quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe, thể trạng của quý mệnh sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh bạch hổ xuất hiện, quý mệnh vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông. Nếu có phải đi xa thay đổi môi trường sống, thì nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu hồng, con số phát lộc là 57 và số 98. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Quý Hợi âm lịch cho thấy. Quý mệnh có khoảng thời gian khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này quý mệnh nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến để có chí hướng phấn đấu. Như vậy sẽ không thuộc lùi so với mọi người xung quanh. Theo tử vi tháng sự nghiệp của Quý Hợi, không có những biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nguyệt lệnh trường sinh giúp mọi việc trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vì thế người làm công ăn lương cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, chớ vội vàng thỏa mãn với thành quả lao động từ trước đó của mình. Thời điểm này quý mệnh có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, học hỏi những điều hay từ người đi trước, để đến khi cơ hội xuất hiện, hãy sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Quý mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên, để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp, giúp công ty phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, cũng chớ nên chủ quan và lơ là, vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập, phe nếu hành sự bất cẩn thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi chú ý học hỏi, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh vì thói ngựa non háo đá mà đưa ra những quyết định khinh suất, đẩy bản thân vào những rắc rối không đáng có. Về công danh, tài lộc, duy trì ở trạng thái ổn định, đa số quý mệnh vẫn làm những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế, dù tiền không chảy vào túi quá ồ ạt, nhưng ổn định, quý mệnh không quá lo lắng đến chuyện chi tiêu. Quý mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ, hợp tác, nghiên cứu, mở rộng thị trường chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Nếu bây giờ có thể chuẩn bị kỹ càng cho mọi phương diện, thì mai sau khi cơ hội xuất hiện, thì quý mệnh đã ở trong tư thế sẵn sàng và nắm bắt bất cứ lúc nào. Nếu mới chập chững bước vào lĩnh vực kinh doanh, quý mệnh nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích để có con mắt tinh đời hơn và tránh được những lỗi sai không đáng có. Mọi người xung quanh chắc hẳn sẽ sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho quý mệnh những gợi ý hữu ích đấy. Dưới ảnh hưởng của tiểu hao, tháng này có thể phải chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, mua sắm hàng ngày khá nhiều, cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở hầu bao, không nên chạy theo xu hướng của thị trường. Nếu như điều đó vượt quá khả năng chi trả của mình, hãy nhắc nhở bản thân để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ.
Các phương diện khác trong cuộc sống của Quý Hợi khá yên bình. Song chuyện tình duyên lại có dấu hiệu lục đục không yên, vợ chồng thường mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nhau. Tuy nhiên, quý mệnh nên hiểu rằng, nếu đôi bên đều cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình, thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh lắng nghe nhau, mỗi người lùi một bước để có thể đi đến thống nhất chung. Người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, bởi luôn cho rằng việc quan trọng nhất với mình lúc này là phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian cho bản thân, nghiên cứu, phát triển khả năng của mình. Gần như không còn lúc nào để nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc và cho rằng khi mình đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp thì không cần phải tiếp cận ai, người khác cũng sẽ chủ động muốn gần gũi với mình. Xem tử vi thấy rằng, quý mệnh Quý Hợi không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nào liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Công việc thuận lợi khiến tinh thần cũng nhẹ nhõm, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Hãy nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Khi tham gia giao thông, nhớ chú ý tuân thủ luật lệ, tránh phóng nhanh vượt ẩu hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để không gây ra sự cố đáng tiếc. Về cẩm nang vượn vận, quý nhân là tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu hồng, con số phát lộc là số 47 và số 28. Cuối cùng là luận giải tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Hợi. Nguyệt lệnh dịch chuyển sang đất Lâm Quan nên quý mệnh sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của quý mệnh, song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ tương trợ của quý nhân Lâm Quan. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên quý mệnh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối, luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu, chớ nghĩ rằng mình đủ lớn mạnh mà vỗ ngực tự tin thái quá, dễ mắc sai sót mà hại cho bước đường về sau. Về tài vận, tháng 7 âm lịch này, Quý Hợi biết quản lý tài chính, nên mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vẫn đủ để dùng rỉnh chi tiêu. Quý mệnh tính lo xa, nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Tài vận ổn định, những chú heo có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, quý mệnh lại chăm chỉ, cần cù nên cũng được trời thương. Ham làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, xem tử vi nhắc nhở quý mệnh Quý Hợi hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí. Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng mà có thể khiến bản thân rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì Quý Hợi là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất trong năm 2024, còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính mình. Chuyện tình cảm của người cầm tin con heo trong tháng 7 âm lịch này không có nhiều biến động. Nguyệt lệnh ở Lâm Quan, quý mệnh cân bằng được tình cảm và lý trí, không để cho cảm xúc lấn át hết cả. Có thể điều này khiến cho đối phương cảm thấy hơi cứng nhắc, nhưng với quý mệnh đó là điều cần thiết để có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự nhàm chán có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai người dần hạ nhiệt. Đừng để mình lý trí quá mức, hãy lãng mạn trong phạm vi có thể, để nuôi dưỡng tình cảm, tình yêu, để cảm xúc giữa hai người luôn như thuở ban đầu. Với người độc thân, có thể đang không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm một nửa cho mình và tự thấy bản thân vẫn có thể sống tốt dù không có ai bên cạnh, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải lo toan cho người khác nữa. Xem tử vi 2024, sức khỏe của Quý Hợi tháng 7 âm lịch này khá tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì trạng thái tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, nào có sức đề kháng tốt. Về cẩm nan vượng vận, quý nhân là tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Ngọ, màu sắc may mắn là màu đen, con số phát lộc là số 24 và số 15.
Nhân sinh cảm ngộ quý vị thân mến. Vận may là những thứ tốt đẹp đến cuộc sống của con người, mà ta không hiểu tại sao lại có được. Nó đến với ta một cách bất ngờ, không báo trước, nhưng luôn để lại một món quà cho ta hay mọi người xung quanh. Đó là điều ai ai cũng mơ ước, nhưng không phải ai cũng có được. Trong đời người, có 5 vận may lớn, đó là gặp người thầy giỏi, kết bạn tốt, lấy được người tốt, nghe lời người có ích và nắm bắt cơ hội tốt. Bạn đã gặp được bao nhiêu trong những điều này? Vận may đầu tiên, gặp được người thầy giỏi. Người xưa nói, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh, có nghĩa là gặp thầy giỏi là phước đức ba đời. Nếu bạn có một người thầy giỏi dạy dỗ, giống như cuộc đời chúng ta có một ngọn đèn soi sáng, điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê mờ và tìm ra phương hướng đúng đắn để bước đi. Trong sư thuyết của Hàn Dụ có câu, sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ, nghiệp giải hoặc giã, có nghĩa là người thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc cho chúng ta. Cũng có cổ huấn viết rằng, người thầy có thể chia làm 3 cấp bậc, thượng sĩ dạy đạo, trung sĩ dạy đức và hạ sĩ dạy thuật. Khi bạn gặp một bậc minh sư, bạn có thể không còn e ngại gì, mà cứ thế học theo, không phải đi đường vòng. Vận may thứ hai, gặp được bạn tốt. Tục ngữ có câu, quen biết 100 người không bằng một người tri kỷ. Một người bạn tốt thực sự chính là người có thể tâm đầu ý hợp với bạn. Họ sẽ âm thầm hỗ trợ bạn khi bạn thất vọng và hết lòng giúp đỡ bạn. Khi bạn chán nản, ngay cả khi sức cùng lực kiệt, thì họ cũng không bao giờ rời xa bạn mà sẽ luôn ở bên bạn. Cả hai có thể cùng nhau tương giao, cùng nhau bồi dưỡng, cùng nhau thành tựu là điều may mắn lớn nhất trên con đường nhân sinh của mỗi người. Một người bạn tốt là người thấu hiểu bạn, giúp đỡ bạn và cứu bạn quãng đời còn lại. Bạn sẽ có tri âm tri kỷ để đồng hành. Nó sẽ bất chi bất giác biến đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vận may thứ ba, nắm bắt được cơ hội tốt. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được vô số cơ hội, có cái không quan trọng và có cái lại rất quan trọng. Việc nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của một người. Đại bàng thường mượn sức gió trong những cơn bão để bay vút lên trời cao, nhưng chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, người ta mới có thể giống như đại bàng cưỡi gió, vượt sóng và bay thẳng lên mây xanh. Trên con đường nhân sinh, bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Những vận may lớn này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Vận may thứ tư, lấy được người tốt. Có câu nói rằng, vật báo dễ kiếm, người tốt để lấy thì khó tìm. Nếu bạn gặp được một nửa kia tốt, người ấy sẽ cùng bạn đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Trong tình yêu, cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và giúp nhau trở thành con người tốt hơn. Trên đời, khi bạn có thể đồng hành cùng một người tốt, thì bạn sẽ gặp may mắn và phước lành cả đời. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Khi nắm tay một người, từ thanh xuân đến lúc bạc đầu, cùng sống trong một mái ấm, mỗi ngày cùng nhau ăn 3 bữa cơm và cùng nhau trải qua 4 mùa, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ an định một đời. Vận may thứ năm, nghe được lời nói có ích. Mọi người thường nói, nghe lời người khôn ngoan còn hơn 5 năm đọc sách. Trong cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn, bạn không thể vì nghĩ không thông mà đi vào chỗ bế tắc. Đôi khi chỉ cần một lời nói có ích sẽ khiến bạn cảm thấy vỡ ra và sáng tỏ thông suốt. Từ đó, những rắc rối cũng được giải quyết dễ dàng và cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nghe lời nói có ích sẽ làm bạn tăng thêm trí tuệ, mở rộng tầm nhìn, mở rộng những khuôn mẫu sẵn có trong tư duy. Nó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn gặt hái được thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6, 7 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.